Việc tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia và lùi dần ở màu áo câu lạc bộ không phải là chuyện hiếm gặp. Euro 2020 vừa qua chứng kiến rất nhiều những cái tên thi đấu ấn tượng. Họ đều là những trụ cột tại đội tuyển, giúp đội nhà giành được những thành tích nhất định. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài tháng, khi bước chân vào mùa giải mới, các cầu thủ này lại thi đấu vật vờ, thiếu tập trung một cách khó hiểu. Họ như khoác một chiếc mặt nạ khác so với bộ mặt ấn tượng đã thể hiện vào mùa hè. Đó là một bộ mặt với phong độ thiếu thuyết phục. Sau đây, hãy cùng cả bóng đá điểm qua vài ngôi sao sáng tại Euro 2020. Thế nhưng lúc này, những ngôi sao đó giật tắt liệm. Harry Maguire, Luke Shaw. Trong thành phần đội tuyển Anh vào đến trận chung kết Euro, Harry Maguire và Luke Shaw là hai cái tên chủ chốt. Maguire không mất quá nhiều thời gian để thể hiện tầm quan trọng của mình nơi hàng thủ tam sư. Cộng với một bàn thắng vào lưới Ukraine, một số trong đội hình tiêu biểu là điều chẳng gì phải bàn cãi. Người đồng đội của anh tại câu lạc bộ cũng như đội tuyển, Luke Shaw cũng có một kỳ Euro bùng nổ. Ba kiến tạo, nổi bật trong đó là bàn thắng ở trận chung kết. Rõ ràng, dựa vào màn trình diễn, có cặp đôi đang khoác áo Manchester United, Camerunsen được nở mày nở mặt. Dĩ nhiên, những người ủng hộ Man United cũng kỳ vọng Harry Maguire và Luke Shaw sẽ duy trì phong độ này khi bước vào mùa giải mới. Tuy nhiên, điều đó đã không chiều lòng Camerunsen. Chỉ tính riêng ở Premier League mùa này, trải qua 11 vòng đấu, cả Harry Maguire và Luke Shaw đều đang để lại một bộ mặt tệ hại nơi hàng phòng ngự của United. Theo thống kê từ trang chủ của Premier League, Man United đang phải nhận 17 bàn thua, nhiều nhất trong số các đội thuộc top 10. Quỷ đỏ chỉ có 2 trận dưới sàn lưới duy nhất kể từ đầu mùa, tính trên mọi đấu trường. Chịu trách nhiệm lớn nhất cho phong độ bết bát đó là các hậu vệ, tiêu biểu là hai cái tên Harry Maguire, Luke Shaw. Cả hai đều có lần lượt 10 và 11 lần ra sân ở Premier League. Dường như việc liên tục cày ải từ mùa trước cho đến Euro và sang mùa này đã khiến những đôi chân của Maguire hay Shaw đã không còn đủ vững vàng. Tính đến nay, tại Premier League, bộ đôi trên đều đã có một lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua. Thế nhưng, khi nhìn vào hai thất bại 0-5 trước Liverpool và 0-2 trước Man City ngay tại Old Trafford, màn trình diễn của cả Maguire cũng như Shaw còn tệ hơn thế. Khả năng phán đoán, quyết định của cả hai đã không còn như Euro 4 tháng trước. Dường như, sự tập trung cũng đang là dấu hỏi lớn của hai trụ cột nơi hàng thủ. Và khi mà trụ cột thành yếu điểm, đó cũng là lúc mà quỷ đỏ trở nên vỡ vụn. Từ chỗ là trụ cột trong chiến tích áo quần Euro, Maguire, Shaw đã không còn là chính họ. Vậy thì lý do nào dẫn đến bộ mặt thất thường này? Câu trả lời có lẽ chính là việc họ cày ải quá nhiều, cộng với việc phải đốt cháy giai đoạn để hồi phục sau chấn thương. Đầu mùa, lúc Shaw được dự kiến sẽ nghỉ một tháng vì chấn thương, xong anh đã quay trở lại thần tốc. Nhưng hệ quả là số 3 đã phải trả giá cho phong độ bất ổn. Câu chuyện tương tự cũng đến với số 5, khi mà thủ quân quỷ đỏ cũng mới vừa trở lại đội hình chính ngay sau một chấn thương cách đây một tháng. Và mọi chuyện sau đó thì ai cũng rõ. Phải chăng Euro 2020 đang vô tình hại chính Man United khi họ đã lấy hết tinh hoa từ hai trụ cột của mình? Một trụ cột khác tại tam sư của Martin Harry và cũng đang lạc lối mùa giải năm nay là Kane. Tại Euro cách đây 4 tháng, Kane đã băng thủ quân, là đầu tàu dẫn dắt tam sư vào trận chung kết. 4 bàn thắng, cùng tầm ảnh hưởng không thể nào thay thế của tiền đạo sinh năm 93 đã chứng minh đội tuyển Anh may mắn khi sở hữu một chủ công hay bậc nhất thế giới. Tuy nhiên, sau khi Euro khép lại, tương lai của Harry Kane cũng trở nên bất định và mờ mịt. Đã có lúc, số 10 của Tottenham Hotspur đã rất gần với Etihad, và chính Kane cũng đã công khai điều đó. Xong, phía Spurs cũng kiên quyết giữ lại tiền đạo của mình. Thậm chí, mức giá 150 triệu euro được Man City đưa ra cũng không thể thỏa mãn hay giúp Tottenham Hotspur có thể gật đầu. Dường như chính vì điều đó đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của Kane. Tiền đạo người Anh tỏ ra bất mãn vì không được ra đi. Và dĩ nhiên, Tottenham cũng không chấp nhận điều đó bằng cách phạt nội bộ cầu thủ này. Kane dù không gặp bất cứ chấn thương nào, nhưng mới chỉ xuất phát 9 lần ở Premier League mùa này. Đáng chú ý hơn, Kane cũng có được một bàn thắng và một kiến tạo. Lúc này, người ta đã không còn nhận ra một Harry Kane, kim vua phá lưới lẫn vua kiến tạo mùa trước. Thay vào đó là một Harry Kane vật vờ, thiếu cảm giác, thất vọng là hình ảnh thường xuyên được chứng kiến. Từ chỗ là trụ cột tại Euro với bản lĩnh ngút trời của một thủ quân, Harry Kane giờ đây đang lạc lối trong chính tương lai của mình. Pedri. Khi nhìn vào số trận đấu của Pedri ở mùa giải năm nay, chúng ta bất ngờ khi con số này chỉ là 2 ở La Liga và 2 ở Champions League. Con số này làm chúng ta ngạc nhiên cũng phải khi biết rằng Pedri
Nam còn thua thi đấu nhiều thứ hai ở châu Âu mùa giải trước với 72 trận đấu, trong đó có 52 trận cho Barcelona và 20 trận cho đội tuyển Tây Ban Nha và Olympic Tây Ban Nha. Đó là một con số quá khủng với một tiền vệ chỉ mới 18 tuổi và mới chỉ có một mùa thi đấu đỉnh cao. Pedri cũng là trụ cột của La Roja khi cùng với đội tuyển vào đến bán kết. Chiến tích này đã giúp tiền vệ trẻ có một suất trong đội hình tiêu biểu. Nhìn vào Pedri với một điều thấy được bóng dáng của một siêu sao tương lai. Xong, có lẽ Barcelona và Tây Ban Nha đã sử dụng phát kiệt sức quá mức giới hạn về Pedri. Việc một cầu thủ trẻ liên tục ra sân cho thấy phẩm chất rất lớn của anh. Tuy vậy, song song với đó là tiềm ẩn nguy cơ chấn thương xuất phát từ những đôi chân mỏi mệt. Đầu mùa giải, Pedri đã gặp một chấn thương ở trận đấu với Bayern Munich. Tháng 10 vừa qua, tiền vệ sinh năm 2002 trở lại, nhưng tái phát chấn thương. Đó là nguyên nhân khiến cho Pedri mới chỉ có 4 trận đấu ở mọi đấu trường mùa này. Có lẽ Barcelona cần phải kiên nhẫn cho Pedri nhiều thời gian để phục hồi, nếu không muốn Euro 2020 là giải đấu lớn cuối cùng của chàng tiền vệ người Tây Ban Nha. Gianluigi Donnarumma. Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Donnarumma. Thủ môn người Italia có số phút thi đấu nhiều nhất tại Euro 2020 với 719 phút. Cùng chính người Garden sinh năm 1999 là điểm tựa vững chắc giúp Azzurri giành được chiếc cúp bạc Euro. Gianluigi Donnarumma thể hiện một phong độ ấn tượng bằng liên tục những pha bay nhảy, đặc biệt là sự xuất sắc khi đối mặt với hàng loạt cú đá luân lưu. Cựu thủ thành của AC Milan sau đó cũng ảnh luôn danh hiệu cao quý nhất, cầu thủ xuất sắc nhất Euro. Bước vào mùa giải mới, trong một màu áo mới, Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma được kỳ vọng sẽ là một ngôi sao sáng để lấp vào giải ngân hà đang lấp lánh ở Paris, để cùng với đội bóng này hướng đến một danh hiệu, đặc biệt là Champions League. Tuy nhiên, mấy ai ngờ, thủ môn được xem là hay nhất thế giới lúc này là phải đang loay hoay trong tour vị trí bắc chính. Kể từ đầu mùa, thủ môn người Ý mới chỉ có 5 trận bắc chính ở Lyon, 2 trận ở Champions League. Con số này thể hiện sự thua thiệt so với Keylor Navas khi thủ môn người Costa Rica đã có 8 trận bắc chính ở Lyon và 2 trận ở Champions League, 1 trận tại cúp quốc gia Pháp. Điều này nghe thì có vẻ bất công với Donnarumma, song cần phải biết đẳng cấp trong khung gỗ của Keylor Navas đã được khẳng định. Thủ thành số 1 của đội tuyển Ý đã không gặp may khi đang chật vật tìm suất bắc chính dù phong độ không suy giảm. Tuy nhiên, việc không thể ra sân bắc chính thường xuyên nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng của Donnarumma, và anh cũng đã từng lên tiếng về việc muốn ra đi trong tương lai. Và rất có thể Donnarumma cũng sẽ phải kiếm một đội bóng mới sau khi anh trải qua một kỳ Euro rất thành công. Trên đây là những cầu thủ nổi bật tại Euro vừa qua, nhưng họ vẫn chưa có được một phong độ bùng nổ. Có thể thấy họ đều là những cái tên trụ cột tại câu lạc bộ đã từng cháy hết mình trong mùa áo đội tuyển tại Euro, nhưng vào thời điểm này họ đang cần phải có thời gian để nhóm lại ngọn lửa đó. Với Maguire và Shaw, cả hai đều đang thể hiện bộ mặt thất thường ở Man United. Harry Kane lại để cho những vấn đề ngoài lề ảnh hưởng đến phong độ, còn với Pedri và Donnarumma chỉ là vì những lý do khách quan, vì chấn thương hay xoay tua đội hình. Có thể thấy việc thi đấu với mật độ dày đặc và phải chiến đấu vì một cờ sắc áo tại Euro đã ảnh hưởng đến phần nào phong độ của nhiều ngôi sao. Thế nhưng không hẳn cứ tỏa sáng tại Euro sẽ trở nên mệt mỏi câu lạc bộ. Những Declan Rice, Jorginho, Kyle Walker, Reece James vẫn đang duy trì những màn trình diễn đỉnh cao. Chính vì vậy, Euro 2020 có thể là lý do ảnh hưởng đến phong độ, nhưng nó không phải là nguyên nhân duy nhất. Tuy vậy, chứng kiến những cầu thủ đã bùng nổ tại Euro nhưng lại im tiếng khi bước vào mùa giải mới, điều đó hẳn mang lại rất nhiều nỗi tiếc cho người hâm mộ chúng ta.